trang trại Túng Phương Trang, chuyên chăn nuôi và mua bán sản xuất các loại côn trùng, nhất là các loại. Hiện nay là chúng tôi đang tập trung vào sản xuất ấu trùng lùi đỉnh đen. Ấu trùng lùi đỉnh đen là một loại côn trùng có ích cho nhà nông nói riêng và cho cộng đồng xã hội nói chung, vì chúng phân hủy rác, chúng tiêu hủy các chất thải hữu cơ và cho ra phân hữu cơ, rất tốt cho cây trồng và sức khỏe con người. Cây mạnh khỏe, không phải dùng phân hóa học, sẽ làm chua đất và làm chai đất. Chúng tôi đã xây dựng một trang trại lùi đỉnh đen lớn tầm cỡ quốc gia. Chúng tôi có thể sản xuất ra một ngày hàng lượng trứng đủ sản xuất hàng tấn ấu trùng. Và chúng tôi có những trang trại liên kết sản xuất ra nhiều tấn ấu trùng. Các bạn có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi. Đây là cách thu hoạch trứng ấu trùng lùi đỉnh đen. Đây là những cái thanh gỗ, nẹp gỗ chúng ta báo vào để cho chúng đẻ vào. Các bạn hãy like và share video này cho đến các bạn nào bạn nghĩ có cùng nhu cầu chăn nuôi sản xuất